Nhưng mà anh thích cái này trồng nên trồng cái này, tại vì cái này nó không có cần chấm bông. Cho nên bông thì tốt. Ừ, mình đâu có tốn công gì với nó đâu. Để kiếm thêm cây nữa đi. Được phải không? Có chỗ để không? Cái vị này ăn là ok lắm luôn á. Chào các bạn, trở lại với sức khỏe Health Tips. Hello, kính chào các bạn. Hello, chào các bạn. Mãng cầu dai nè. Chín rồi, nó mềm rồi. Bữa nay mình ăn mãng cầu dai với cái này là mận thái jumbo nè các bạn. Còn cái này á là mận đẹp không? Này là mận xanh bình thường thôi. Mà trái nãy bự đẹp quá chừng luôn nè. Mà mình thấy không biết nó ngon 3 lóng tay hơn luôn á các bạn. Gần 4 lóng tay luôn. Giờ ăn gì trước? Ăn mận trước đi. Để ăn mãng cầu là nó ấy á. Giờ thử thái jumbo trước đi. Trái này em nghĩ chắc ít hột mà. Trái đó chắc có hột á. Cái giống này em cũng thích lắm. Mời bà xã. Ăn đi, rồi anh ăn đi. Giờ mình khoan hai chấm muối để mình thử. Thử không chứ. Rất là ngọt luôn. À. Em thích cái này là nó ngọt mà nó thơm mặn. Nãy em cắt ra là nói nó thơm á. Nha, nhưng mà so với cái black go vừa rồi là anh thấy sao? Không hơi lạc hơn. Dạ, yeah, mặn black go. Nhưng mà nói chung là cũng là cái mặn ngon. Chấm muối này. Dạ, yeah, chấm muối thì nó đậm đà hơn. Đỡ hơn chút. Chấm muối còn ngon. Ừ. Muối ớt. Nhưng mà cái thái jumbo này nè các bạn. Mình để mà càng chín á, mình ăn cái vị ngọt nó càng cũng càng nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà nó ngọt mà giống như có đường ở trong á, là thấy nó không có đường giống như là mận black go phải không? Lạc. Mận black go với red rocket á, nó rất là ngọt. Không, nhưng mà cái này anh cũng thích, nó giòn mà nó... Nó cũng thơm ha. Nó dịu. Ừ rồi. Nó cái ngọt nó nhẹ mà nó dịu. Đợi anh thử, cắt cái này thử coi. Cái này là cái gì? Cũng mận xanh vậy thôi á, mận xanh trái... Kêu là mận xanh trái dài. Vậy thôi à. Như không hột. Wow, đẹp quá vậy. Hột lép luôn á. Xíu rồi. Không có ngon, ngon đẹp quá à. Almost nothing. Nó này đẹp mà không biết ăn đẹp không à. Mình thử coi. Không thơm gì lắm. Mình nó hơi bọt ở trong nè. Ở ngoài thì không biết nó giòn không. Rồi, mời bạn thử trái này nha. Lạc nhách à? Lạc nhách à? Không, lạc hơn cái thái jumbo hồi nãy. Nó không có đậm đà gì hết á. Cái này đúng là... Cái này được cái mã. Cái này giống như ăn dưa hấu và lạc nhách vậy á. Nước quá chừng hả? Ừ. Cái này nước nhiều các bạn ơi. Cái này ai mà thích... Ai mà thích nước nhiều á thì lấy trái này, lấy cái giống này. Cái này mình không biết giống gì nha, nó hơi búm búm vậy nè. Giờ cho các bạn coi nè, cái shape này nè. Cái shape của trái này đây trái nè. Nè. Cái shape nó nhìn nó cũng đẹp ha. Mà trái cũng bự ngon lành nhưng mà ăn lạc quá. Ai mà khát nước á. Đúng rồi, này ai mà khát nước á, này nó chín luôn nè. Hồi phải trái cắt trái này thử coi nó ngọt nè, nó nứt luôn nè. Cái này cũng... Mà nó ăn thua cái thái jumbo. Lạc, ăn lạc. Cái này ăn khỏi uống nước. Nó có mùi cũng ngọt nhưng mà nó hơi ngọt ngọt, chút chút vậy á. Vậy là chín chưa? Giờ chín rồi, chín trắng luôn em. Nếu như vậy thì là cái bản chất nó lạc. Ừ. Không có ngọt, cũng không có chua. Giống như dưa hấu mà lạc lạc vậy á. Thử cái trái bự luôn coi, không ngọt hả? Này hả? Dạ. Ông xã chị rồi phải không? Ông xã mi á là chỉ thích là black go với red rocket. Nãy giờ anh bụng ăn cái rồi, ảnh không có thích ăn mặn các bạn biết không? Nhưng vừa rồi mới cho thử black go là khoái. Rồi mới chịu mặn. Hy vọng cái này ngọt hơn, đã nứt luôn. Cũng vậy. Không thơm, không tiếc, không gì hết. Ừ. Nó nước nhiều nhưng mà nó lạc. Có lẽ tại nước nhiều quá. Không biết nữa, nó lạc. Thôi thử cho mắng cầu. Chứng tỏ lớn quá đâu phải là ngon.
Cái này được được cái mã đẹp nha. Cái này mã đẹp quá. Trồng mà trái nào cũng vậy hết trơn, nhìn xứng đáng hả? Quá đẹp luôn. Cái thái chôm bồ chứ ngon. Thái chôm bồ được hơn. Nó đậm đà, anh thấy không? Ăn nó còn có cái vị mặn đậm đà. Mà ăn nó chắc thịt nữa, nói chung là ngon. Thái chôm bồ là cũng được á. Không bằng mấy kia nhưng mà còn ăn được, còn mấy cái này lạc quá. Cái này mặn dai hả? Mãng cầu dai. Mãng cầu dai. Mãng cầu kêu là mãng cầu Việt Nam. Đó, chính rồi đó. Rồi, mời bạn ăn mãng cầu Việt Nam. Ăn coi cái nó so sánh với mấy cái mãng cầu khác coi nó ra làm sao. Chín quá chừng. Anh ăn từng muối coi nó thơm không? Thơm không? Ngon. Sao? Ngon. Anh thích hả? Có nhiều người là cô chú nói tôi chỉ thích cái mãng cầu Việt Nam thôi à. Đây là mãng cầu Việt ngọt. Nam. Vậy hả? Ngon. Dài. Ngon không? Dài, ngon. Ngon. Mình nó ngon. Thơm. Anh thấy cái mùi nó thơm không? Đúng là cái mùi bên Việt Nam hồi xưa mình ăn á. Thì mới nhìn là anh thấy cái vỏ ở ngoài là anh đã biết là nó giống như mãng cầu Việt Nam rồi. Dạ. Nó mà công nhận nó cũng ngọt chứ. Cái này dai hơn mãng cầu mẻ á. Nhưng mà cái mùi thơm của mãng cầu mẻ á, nó cũng thơm. Mà hai cái thơm khác nhau nha. Mãng cầu mẻ cũng rất là thơm mà nó thơm cái mùi khác mình cũng thích. Mãng cầu Việt Nam này mình cũng thích nữa. Mà cái mùi thơm nó khác, nó không giống. Mãng cầu mẻ anh nhớ là nó vừa ngọt ngọt cũng vừa chua chua. Nó có vị chua chua, mãng cầu này nó không có chua. Đúng rồi. Thơm, không chua mà dai. Mãng cầu mẻ á, thì nó có cái vị chua nó rất là nhẹ. Nhưng mà mình ăn mình đi tìm cái vị chua đó trong cái mãng cầu này không có. Mình muốn có cái vị chua đó một chút xíu thì nó rất là ngon. Ai mà nhớ mãng cầu ở Việt Nam á, thì cái này rất là... Đúng rồi đó. Rất là gần. Gần đúng luôn á. Nó dai từng muối nè. Ngon chứ. Trọng cây không? Cái này đúng mãng cầu á. Anh thấy nó dai từng muối không? Có nhiều cái nó không có hộn nữa, nó giống như là... Giống như là cái sớ của con mít như thế, nó hơi quy quy. Mà cái này á là nó có cái cát ở ngoài gần cái vỏ nha các bạn. Mãng cầu nếu mà ai chưa biết ăn thì mình nói là cái mãng cầu nó cái đó normal của Việt Nam mãng cầu nó, nhưng mà mãng cầu đỏ nó không có cái cát này. Nhưng mà nhiều cái nó biến quá, anh thấy hết biết là cái gì luôn rồi. Nhưng mà cái Lisa nhớ không, mãng cầu Lisa là nó cái này nó thua xa luôn. Tại Lisa nó không có cát mà nó vẫn thơm mà ít hỗn hơn cái này. Lisa là ngon hơn cái này nha các bạn. Cái cát đó anh không có mơ anh cái đó. Thì mình phải nói rõ, cát quá ăn cũng không ngon anh. Nhưng mà nói chung cái mãng cầu này cũng là một cái thứ ngon. Cái này được cái là không có chấm bông anh. Không có chấm bông cho nên mình trồng mình thích. Cây của em mình thấy em phải chấm tới nơi rồi, nó ra bông nữa rồi nè. Mà đi chấm nữa rồi đó. Dài rồi thấy đã. Nhưng mà anh ăn cái này là anh cũng enjoy phải không? Nó ngon, enjoy. Hôm nay ăn mấy nhiều trái nó không ngon. Surprise là cái này rất là, so với mấy cái đó rất là ngon. Cái mùi cũng thơm. Cái này thơm á. Cái này nếu mà tính ra một trong top 3 của anh á. Vậy là anh thích Lisa. Xong rồi anh thích tới mễ. Mễ. Tới cái này. Cái này có thể trên mễ. Anh mễ nó chua. Anh thì không thấy nó chua. Nó mà chua rất là nhẹ. Thì cũng rất là nhẹ. Xong rồi là tới này ha. Cái này á, mà được cái mà nếu mà trái mà trồng mà bự bự bành bành vậy nó mới sướng à. Cái này nó không có bự, nó cỡ nhỏ nhỏ vậy không à. Nhưng mà anh thích cái này trồng nên trồng cái này. Tại vì cái này nó không có cần chấm bông. Cho nên bông thì tốt. Mình đâu có tốn công gì với nó đâu. Để kiếm thêm cây nữa đi. Được phải không? Có chỗ để không? Cái vị này ăn là ok lắm luôn á.
lâu lâu thèm thèm hái con trái ăn cũng được hả? Ồ mà nó trái quanh năm nha. Dạ. Cái mùa đông thì nó khựng, nó cũng mấy nó không lớn, hoặc là nó cũng bị nứt trái, mùa đông lạnh quá nó cũng bị, nhưng mà xong rồi sau đó là nó cũng ra bông nhiều lắm. Cái này nó chịu, nó cũng chịu ra bông lắm á. Mày ăn có chấm muối không? Chấm được. Có muối vô cái nó đem cái mùi ngọt lên. Đúng rồi, nó tăng cái đậm đà khẩu thêm. Vị thêm ha. Ngon. Hơn là mình ăn cái này cuối á. Nếu mình ăn đầu là nó hư mấy này hết. Đúng rồi. Mấy cái này quá lạc nó so với cái này. Cái này là mình lấy hột ra hết rồi các bạn. Mình ăn á, trời nó rất là ngọt luôn nha. Vậy mới ngon nè. Ngọt ơi là ngọt luôn á. Mãng cầu này ngọt quá à. Nó ngọt hơn mãng cầu Úc. Ngọt hơn mãng cầu do Thái ha. Ngọt hơn Squid Green luôn á. Squid Green ngọt, cái này nó cũng còn ngọt quá chừng luôn nha. Mà ngọt cỡ mãng cầu đỏ đó các bạn. Cái này vị ngọt cỡ mãng cầu đỏ đó. Nhưng mà vị dai cũng rất là dai nha. Nhưng mà dai cỡ 9 là mãng cầu đỏ dai tới 10 luôn á. Nhưng mà này nó dai từng múi rời, cho nên mình ăn mình thích hơn. Còn mãng cầu đỏ là nó dai, mà nó dai một cục cứ ngắt á. Thì nếu mà các bạn thích dai nhiều nữa đó thì mới thích cái mãng cầu đỏ nhiều. Nhưng mà cái vị thơm thì nó hơn mãng cầu đỏ. Đó. Còn hột á là mãng cầu đỏ ít hột. Cái này á là hột nhiều quá luôn. Nhưng mà mãng cầu đỏ thì ngược lại nó không có thơm gì trơn á. Còn nếu mà ăn một trái này với một trái mãng cầu do Thái nữa các bạn, là mới lấy mãng trái mãng cầu này á, ăn rất là ngon. Cũng hột nhiều á. Hột đầy hết luôn. Rồi mới xin dừng ở đây nha. Mới cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. Mới hẹn các bạn ở nhiều video khác của My về trồng cây hay nấu những món chay đơn giản, hay là cùng đi shopping với My ha. My chúc cho các bạn chọn được cái giống mình thích và mình trồng cho được tốt nha. My chào tạm biệt các bạn. Bye bye.